muối, đường, ớt, bột. Tỷ lệ một khắp này, một khắp này, còn cái này là một muỗng bột, 1/2 cái này, 1/2 muỗng muối và bột ngọt. Thì khi mà mình muốn nó chua nhiều hơn á, thì mình giảm cái muối này lại nha các bạn. Một khắp nước mắm để cho nó có hương vị thơm. Xong, bây giờ ngày hôm nay mình sẽ cùng làm kim chi với cả mọi người nha. Thì mình sẽ cho cái này vào cối và mình xay ra. Mình xay hết tất cả mọi thứ ra nha mọi người. Giờ mình sẽ đổ tất cả mọi thứ vào. Bây giờ mình đổ hành vô trước, hành tây vô trước. Đó, bỏ hành tây vô trước rồi bắt đầu mình xay nhuyễn ra. Mình nhớ ra một điều là những cái món kim chi của Đại Hàn thường sẽ có lê, bây giờ mình sẽ bỏ lê vào. Mỗi mỗi khi là mình làm là mình không có sử dụng lê, nhưng mà ngày hôm nay nhà có lê mình sẽ sử dụng lê. Mình bỏ vào cho nó có chút xíu nước ở trong đây. Các bạn xay cho nó ra nước cho nó cứng quá. Bây giờ mình sẽ đổ bột ngọt, muối, đường và ớt vào nha các bạn. Chạm lên. Chạm lên. Với một khắp nước mắm các bạn. Chạm lên. Cái ớt bột này nó cũng khá là cay cho nên mình không có dám bỏ nhiều. Nó nhiều mà sợ cay quá, mọi người ở trong nhà không được. Các bạn. Thôi thôi thôi. Mình sẽ cho thêm một muỗng nữa đi. Mình cho thêm một khắp nữa. Cái khắp này các bạn. Cho nó có cái màu nó đẹp. Ớt này ớt cho Đại Hàn các bạn. Ớt này để làm á, nhưng mà mình mua cái loại này cũng cay á. Thơm rồi đó. Phần hẹ thì mình sẽ cắt ra cho nó vừa ăn nha mọi người, cho nó hạnh phúc vậy nè các bạn. Đó, chứ nó đừng có dài quá. Dài quá thì nữa mình làm đồ ăn nó sẽ rất là yếu nha. Đó. Đây. Rồi. Cắt hết cái đó này nha các bạn. À, mình xong cái phần này các bạn, bây giờ mình sẽ trộn nha. Mình dẹp cái này, cắt dẹp cho nó gọn vô chỗ này coi. Quá trời rồi anh. Ok rồi, xong mình sẽ trộn cái phần này nè cho nó đều với cái hẹ hết nha các bạn. Nhà không có cái thau nhỏ, không có cái thau bự nữa chứ. Để đi. Trộn đại. Thao kia mình làm dưa dưa cà chua rồi, dưa mắm rồi, cho nên giờ không có thao, phải lấy cái nồi. Nhà ở nhà có cái nồi này là bự nhất. Các bạn biết cái này nó hẹ này nó xèo dữ lắm,
nó mình trộn vậy là mơi nó xèo còn chút xíu à, nhưng mà bây giờ nó chiếm diện tích vậy, nó kình càng vậy. Ok, này của anh ta nó có cà rốt nữa, mà giờ hẹ này là ở nhà có nhiều quá, cái mình làm kim chi mình cất lên chứ không có nhất định là phải có cà rốt đâu các bạn, có gì làm đó mà. Đó nè ha, chỗ này nó cũng còn chưa có thấm nữa ha. Rồi mình sẽ trộn lên cho nó thật là đều nha. Góc bên này nó như chưa có thấm nè các bạn ha, nhưng mà không sao, các bạn cứ để vậy rồi nó sẽ chảy cái nước á, cái nước ở trên này nó xuống là nó cũng thấm hết à, nhưng mà tại vì mình muốn nó ngon nè các bạn ha, nếu nó ngon chịu khó làm cho nó kỹ chút. Bây giờ xong rồi mình sẽ nhận qua cái hũ này, cho vô cái hũ và cho vô tủ lạnh kia. Mình không có cái keo lớn cho nên bỏ vô hộp, chia ra là nhiều hộp. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành cái quá trình làm kim chi hẹ rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Bây giờ mình cất cái hẹ vào tủ lạnh và chờ đến ngày ăn thôi. Thì mình đoán chừng khoảng tầm 4 ngày đổ lên là mình có thể ăn được kim chi hẹ rồi các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của mình ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình hoặc là yêu thích cái video này, nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha. À, đừng quên cái nhấn luôn cái chuông để khi mà mình up video các bạn sẽ là người đầu tiên nhận thông báo. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Bye.